quen nhau cũng bởi câu chào ạ, và biết nhau cũng bởi hay vào comment ạ. Trước khi nào sau rồi sẽ quen, chào nhau một tiếng ta càng thân hơn đó ạ. Người ta bảo là không giàu thì phải đẹp trai ạ, mà không 30 phút thì phải dài một ngang đấy ạ. Anh nào đang trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong cái tình trạng là chim lù chim ngủ chim không hót không ạ? Yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã rồi đấy ạ. Thì vào ai ạ, sử dụng ngay cho em một thang mũ tần nhá, đảm bảo cuộc yêu nhà các bác kéo dài lên 30 đến 40 phút là chuyện nhỏ đấy ạ. Anh vừa ngâm rượu mú tình, người qua đã thấy phừng phừng em ơi. Phừng phừng thì anh lại muốn chơi, muốn chơi tới sáng tơi bời em luôn ạ. Trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay có anh nào đang trong tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã ngủ đi ạ, thì sử dụng ngay cho em một thang mú tình nhá. Sản phẩm bên đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Hôm qua uống rượu mú tần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người ạ. Uống xong lại chẳng thấy say ạ, cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày lâu hơn ạ, muốn cày sâu hơn ạ, muốn khỏe mạnh hơn ạ, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược kê mú tần này bên em ạ. Sẽ giúp mọi người là đêm 7 ngày 3 vào là không kể. Biệt dược của phòng the rất rộng mong mọi người nhé. Sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một thang. Ai đặt hàng thì nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công mọi người nhá. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mú tần ạ, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Ai đi qua nhìn thấy em thì cho em xin một chấm ạ, yêu quý chị em thì cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân nhá. Mọi người thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì vào ủng hộ hai chị em ạ, còn không thì mọi người cứ kết bạn nói chuyện làm quen cho vui mọi người nhá. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa sống bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lù, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, thì mọi người sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em ạ. Sẽ giúp mọi người là đêm 7 ngày 3 vào ra không kể mọi người nhé. Xin chào anh Trường Nguyễn nhá. Ai đi khai yêu quý em thì cho em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân nha. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ, để nhiều người vào nói chuyện cho vui mọi người nhá. Bên em đang bán cái dược liệu quý cây mú tần ạ, giúp một người khỏe, hai người vui và ba bốn người phát thèm luôn cả nhà nhá. Thịt chó mà thiếu ná mơ ạ, như trai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về. Anh nào mà mềm nhũn vợ chê ạ, làm thang mú tần mà vợ mê đến già luôn các bác nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà đấy ạ, và em không nên đỉnh thì nó tà do anh ạ. Là một người đàn ông ạ thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi mình đi xa làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Thì bên em có mú tần nhá, biệt dược phòng the ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, sẽ giúp có nhiều các bác thêm sung mãn hơn các bác nhá. Em xin giới thiệu cho mọi người về cái thảo dược cây mú tần này bên em. Nó có công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ, kéo dài thời gian quan hệ ạ, đồng thời sẽ giúp mọi người là chữa đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy mọi người nhá. Mọi người mua cái thảo dược cây mú tần này bên em, mọi người mua về ngâm liệu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em mọi người nhá. Một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu ạ, hai thang thì mọi người ngâm được 10 lít liệu mọi người nhá. Mọi người ngâm 1 tháng sau là uống được rồi ạ, và mỗi ngày thì mọi người uống cho em khoảng 2 cái ly nhỏ như thế này ạ, và mọi người uống trong bữa ăn cơm nhá, hoặc là sau khi ăn cơm xong mình uống đều rất là tốt nhá mọi người nhá. Dạ vâng, cá không ăn muối cá tươi ạ, súng không chăm sóc thì trăm đường súng hư, các anh xin chớ xem thường, mua ngay bổ thận lưng giường cả đêm ạ. Mú tần người ngủ củ thức đấy ạ. Bác nào đang trong cái tình trạng là súng yếu, súng kém, súng không thể lên nổi ạ, muốn làm vợ mình thỏa mãn, muốn làm người yêu mình thỏa mãn, nhưng trên bảo dưới nó không nghe ạ, thì sử dụng ngay cho em một thang mú tần, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọi nhau ạ, gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà bà há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lù, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy ạ, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em. Mọi người mua về ngâm liệu hoặc là sắc nước uống cho em, sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng cả đêm, sẽ giúp đêm 7 ngày 3 vào là không kể, đảm bảo vợ phê và bồ nhớ tới già nữa các bác nhé. Chào bạn Sáng Lê nha. Ai đi qua nhìn thấy hai chị em ạ, yêu quý hai chị em thì cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân ạ. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người ạ, xin mọi người vào ủng hộ hai chị em nhé.
còn mười thì cứ vào thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mười cứ ủng hộ hai chị em, còn không thì mời cứ kết bạn nói chuyện làm quen cho vui mọi người nhá. Người ta bảo là quen nhau cũng bởi câu chào ạ, và biết nhau cũng bởi hay vào comment ạ. Trước khi nào sau rồi sẽ quen, chào nhau một tiếng ta càng thân hơn đó ạ. Anh vừa ngâm rượu mú tình, người qua đã thấy phừng phừng em ơi. Phừng phừng thì anh lại muốn chơi tới sáng tơi bởi em luôn ạ. Trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong cái tình trạng là chưa đi chợ để hết tiền không ạ? Chưa vào đã ra, muốn làm vợ mình thỏa mãn, muốn làm người yêu mình thỏa mãn, nhưng trên bảo dưới không nghe ạ. Muốn làm việc mạnh mẽ như một chúa sơn lâm, nhưng chú ấy nó lại ngủ quên mãi, nó không chịu dậy ạ. Thì mọi người lên ngay cho em một thang mũ tần nhá, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Chào bạn Sáng Lê, hai mọi người em bán gì đấy? Bên em có bán cái cây mũ tần nhá, công dụng của nó là bổ thận tráng xương, tăng cường sinh lý ạ. Chữa dứt điểm cái tình trạng là yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ. Chữa di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh. Đồng thời là nó chữa đau lưng, mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê tỉ chân tay rất chi là tốt luôn nhé mọi người nhá. Cái thảo dược cây mú tần này bên em ạ, được người dân tộc Mông thu hái trực tiếp từ trên rừng về ạ, và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời ạ, không qua công đoạn sấy diêm sinh nhá. Cho nên là trong quá trình mọi người sử dụng ý, thì là hoàn toàn yên tâm cho em ạ, là không hề gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào của thuốc mọi người nhá. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở trên cái buổi livestream này ạ. Sau bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người và giao hàng toàn quốc miễn ship toàn quốc cho mọi người nhá. Mọi người đặt hàng thì cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công mọi người nhá. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho mọi người ạ. Bên em có hệ thống đọc số tự động nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán không giá là 250.000 một thang thôi ạ. 250.000 một thang mà đổi lại mọi người mua được một cục tình đẹp thì có rẻ không ạ? Quá rẻ luôn phải không ạ? Dạ vâng, người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần nhá, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lù, chim ngủ, chim không hót ạ, thiếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp, bị đau mỏi vai gáy, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em, sẽ giúp mọi người nó khỏe mạnh hơn trong cuộc yêu, sẽ giúp cậu nhỏ cương cứng hơn nhé mọi người nhá. Kéo dài thời gian quan hệ đến 30 cho đến 40 phút là chuyện bình thường luôn đấy ạ. Dạ vâng, em đã nhìn thấy số điện thoại của anh Sáng Lê rồi ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho anh nhá. Anh để ý điện thoại để nhân viên bên em gọi điện tư vấn cho anh nhá. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Mà anh ai đi qua nhìn thấy hai chị em thì cho em xin một chấm ạ. Yêu quý chị em thì cho em xin một nút chia sẻ đến cho cá nhân mọi người nhá. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người vào ủng hộ hai chị em ạ. Còn không thì mọi người cứ kết bạn nói chuyện làm quen cho vui mọi người nhá. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọn nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà bà há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lù, chim ngủ, chim không hót ạ, thiếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, tê bì chân tay và đau nhức xương khớp ạ, thì mình lên ngay cái thảo dược cây mú tần này mua về ngâm liệu uống cho em, bác lá sắt nữa uống cho em, sẽ giúp chi nhờ các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng cả đêm, hót cả ngày luôn các bác nhé. Dạ vâng, sản phẩm em đang bán với giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để được chiếc điện thoại để đừng lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà đấy ạ. Mai cũng lên đỉnh thì lỗi là do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, người vợ ở nhà phải thốt nên lòng ạ. Nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Bác nào mà chim lù, chim ngủ, chim không hót ạ, sử dụng ngay cái thảo dược cây mú tần này sẽ giúp chim nhà các bác hót cả ngày không biết mệt luôn các bác nhé. Dạ vâng, người ta bảo là lời nói chẳng mất tiền mua ạ. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mọi người nhá. Mọi người vào nhìn yêu quý chị em nhá, thì cho chị em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người ủng hộ em nhá. Còn nếu mà mọi người nhìn thấy chị em mà khó chịu quá thì mọi người có thể ra khỏi này ạ. Chứ em không mời mọi người vào đây để cứ chê chị em thôi nhá. Ai đi qua nhìn thấy em cho em xin một chấm ạ. Yêu quý chị em thì cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân nhá mọi người nhá. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người ủng hộ hai chị em ạ. Người ta bảo là lời nói chẳng mất tiền mua có phải không ạ? Nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau ạ. Bên em đang bán cái giá là 250.000 một thang. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Kiến Dung rồi nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Dạ vâng. Ai đi qua nhìn thấy chị em thì cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ. Chia sẻ mạnh tay để nhiều người vào nói chuyện cho vui mọi người ơi. Dạ vâng. Cái thảo dược cây mú tần này bên em
dùng được cho cả nam cả nữ mọi người nhá. Nữ tới đang trong tình trạng bị khô hạn âm đạo ạ, bị nánh cảm trượt chân gối ạ, bị tê bì chân tay, bị đau nhức xương khớp ạ. Khi mình sử dụng cái thảo dược cây múa tường này bên em cũng rất chi là tốt nhá mọi người nhá. Nữ giới mà không biết lúng lẻo ấy thì mọi người có thể là lấy cái liệu mọi người có thể là lấy cái múa tường này, mọi người sắc nước uống cho em thì sẽ giúp mọi người là cải thiện cái đáng kể cái tình trạng khô hạn âm đạo. Bạn Đỗ Đình Tài hỏi là có được thử không chị? Em ơi, nhà chị đang ngâm rất chi là nhiều rượu. Nếu em ở gần nhà thì chị sẽ mời em đến tận nhà chị thử rượu nhé, ok em nhé. Ai liên quan gì đến xem em cho chị một chấm ạ. Bán mọi người đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công nhé mọi người nhé. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhé. Cá không ăn muối cá ươn ạ, sống không chăm sóc trong đường sống hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ, mua ngay bổ thận rung giường cả đêm ạ. Mũ tuần đêm 7 ngày 3 vào là không kể. Biệt giờ của phòng the của người dân tộc Mông tỉnh Hà Giang nhé mọi người nhé. Sản phẩm em có giá là 250.000 một thang. Mọi người đặt hàng cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công nhé mọi người nhé. Ai liên quan gì thì hai chị em cho xin một chấm ạ. Yêu quý hai chị em thì cho xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân nhé. Mũ tuần quả thực quá hay ạ, uống vào lập tức thì lên ngay tức thì ạ. À, thậm chí người ngủ khi ạ. Mà sản phẩm bên đây là bán không giá là 250.000. Không đùa đâu. Dạ vâng ạ. Tại vì em rất là đang hỏi và nó nói lại em một cười quá thôi ạ. Nghiêm túc. Dạ vâng, người ta bảo là trong lên đỉnh núi trong tà. Anh không đi đỉnh nỗi nào do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 mới trời ạ. Thì bên em có mũ tần biệt dược phẩm thẻ ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào da không kể, giúp có nhiều bác sĩ xúc màn hơn cho bác nhá. Cá không ăn muối cá ươn ạ, sống không chăm sóc trong đường sống hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ, mua ngay bổ thận rung giường cả đêm ạ. Mũ tần đêm 7 ngày 3 vào là không kể ạ. Biệt dược của phòng thêm của người dân tộc Mông tỉnh Hà Giang mọi người nhá. Mọi người mua mũ tần này bên em thì mọi người ngâm rượu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em. Thì một thang như thế này thì mọi người ngâm được 5, mọi người ngâm cho em được 10 lít nhá mọi người nhá. Mọi người uống vào trong bữa ăn cơm hoặc là sau khi ăn cơm xong mình uống rất chi là tốt mọi người ạ. Dạ vâng ạ, sản phẩm bên em có báo có giá là 250.000 ạ. Bác nào đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá. Người ta bảo là lời nói chẳng mất tiền mua đâu ạ, nửa đời mà nói cho vừa lòng nhau ạ. Mọi người đi qua nhìn với hai chị em ạ, yêu quý hai chị em, thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người vào ủng hộ hai chị em ạ. Thấy yêu quý hai chị em thì treo xin nút chia sẻ lên trang cá nhân đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên mọi người ơi. Em cảm ơn cả nhà yêu nhá. Em cảm ơn 938 người đã xem ạ. Vâng, em cảm ơn cả nhà. Ai đi qua nhìn với chị em treo xin nút chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ, để nhiều người vào nói chuyện cho vui ạ. Em cảm ơn 962 người ạ. Dạ vâng, 977 người rồi ạ. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 ạ. Mọi người đặt hàng ạ, cứ để số điện thoại đã lên đơn thành công mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000. Em cảm ơn hơn 1.000 người xem like ạ. Ai đi qua nhìn thấy chị em chưa xin một chấm ạ. Yêu quý chị em chưa xin một chia sẻ này lên trang cá nhân ạ. Mọi người thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì ủng hộ hai chị em nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Mọi người đặt hàng cứ để số điện thoại đã lên đơn thành công ạ. Mọi người cứ để số điện thoại đã lên đơn thành công mọi người nhá. Hôm qua thì uống rượu mú tần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người ạ. Uống xong lại chẳng thấy say ạ. Cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày lâu hơn ạ? Cày sâu hơn ạ? Muốn cương cứng cả đêm ạ? Thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em sẽ giúp chim nhỏ các bác hóc níu lò mỗi ngày nữa các bác nhé. Đêm 7 ngày 3 vào là không kể ạ. Dạ vâng, em cảm ơn 1.002 người xem ạ. Ai đi qua nhìn thấy chúng em ạ, cho em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân ạ, để nhiều người vào nói chuyện cho vui nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 ạ. Công dụng của nó thì sao ạ? Công dụng của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ, chữa dứt điểm cái tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, chữa di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh, đồng thời là nó chữa đau lưng mỏi gối rất chi là tốt luôn mọi người nhá. Cái này mũ tần bên em thì dùng được cho cả nam và nữ ạ. Nữ dưới đang trong cái thời kỳ tiền mãn kinh, nội tiết tố giảm, mạnh cảm trượt chân gối, dùng rất chi là tốt luôn ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lấy số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhá. Anh Tâm Minh ơi, em để này số điện thoại em cảm ơn anh nhá. Em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi ạ. Em cảm ơn 1.003 người đang xem ạ. 1.003 người đang xem, mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ. Em cảm ơn cả nhà yêu ạ. Dạ rồi ạ. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọi nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà ba há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình
tình trạng chim lồ, chim ngổ, chim không hót ạ. Yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ. Di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh. Hoặc là đang trong tình trạng bị tê bì chân tay và đau nhức xương khớp thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược kê mố tuần này bên em, sẽ giúp chim nhờ các bác hót líu lo líu lo mỗi ngày nữa các bác nhá. Dạ vâng, em cảm em nhìn thấy số điện thoại em cao xong rồi nhá. Mọi người cứ để số điện thoại là đã lên đơn rồi không ạ? Mọi người lưu ý cho em nhá. Chắc chắn cần tư vấn thì hãy để lại số điện thoại nhá, tránh bên em có rất nhiều cần người cần tư vấn và mọi người để lại số điện thoại bạn bè để chiêu nhau thì mọi người đừng lên nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người đang xem live, em chào cảm ơn 1.013 người xem live chia sẻ mạnh tay lên cho em ạ. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một hàng ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại để lên đơn thành công ạ. Cú like cho mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà. Cái thảo dược cây mố tân này bên em ấy, nó là cái thảo dược của người dân tộc Mông mọi người nhá. Được người dân tộc Mông thu hóa trực tiếp từ trên rừng về và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời ạ. Không qua công đoạn tẩy kháng sinh ạ. Cho nên là trong quá trình mọi người sử dụng là hoàn toàn yên tâm cho em, là không hề gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào của thuốc mọi người nhá. Cái này bên em thì mọi người mua về ngâm liệu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em nhé. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu ạ. Và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại cái số điện thoại ở trên cái buổi livestream của em ngày hôm nay là sẽ đều được miễn ship toàn quốc mọi người nhé. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Mọi người đặt hàng cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Em nhìn thấy số điện thoại của em Nguyễn Quân rồi nhá. Mọi người cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Em cảm ơn 1.013 người đang xem live ạ. Anh nhìn thấy chị em ạ, yêu quý chị em thì chị em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên ạ. Chia sẻ mạnh tay lên để nhiều người vào nói chuyện cho vui mọi người ơi. Dạ anh Xuân Nguyễn Huân ơi, ở bên em đang bán là 250.000 một thang nhá. Một thang thì anh ngâm được 5 lít liệu anh ạ. Và một liệu trình thì anh chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Anh để lại cái số điện thoại ở trên cái buổi live stream này, sau là bên em sẽ có nhân viên người ta tư vấn cho anh và sẽ miễn ship toàn quốc cho anh nhá. Dạ vâng, người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà các bạn ạ. Em không lên đỉnh thì nỗi nào do ai? Hả 1.200 anh ơi, nỗi nào do các anh đấy ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 lệnh trời. Thì bên em có mô tần biệt dược phòng the giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, sẽ giúp của nhà các bác thêm sung mãn hơn nhá. Em nhìn thấy số anh quen quá khứ rồi nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Dạ. Cá không ăn muối cá ngân đấy ạ. Mà súng không chăm sóc thì trăm đường súng hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ. Mua ngay bổ thận lung giường cả đêm đấy ạ. Mũ tần đêm 7 ngày 3 vào la không kể. Biệt dược của phòng the dân tộc Mông mọi người nhá. Cái tác dụng của cái thảo dược cây mũ tần này bên em thì nó có công dụng là bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, đồng thời chữa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp mọi người nhá. Mọi người mua về ngâm liệu hoặc là sắc nước uống cho em. Bên em đang bán với giá là 250.000 một thang. Một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu ạ. Và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe nhá. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là đã lên đơn thành công ạ. Mọi người đặt hàng thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để được số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán bao giá là 250.000 một thang ạ. Dạ vâng, em nhìn thấy số của em, số điện thoại của em Trần Viên rồi nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Em chào 1.200 người đang xem ạ. Mọi người yêu quý chị em thì chia sẻ mạnh tay lên xem ạ. Chia sẻ nhiều lên trang cá nhân để nhiều người vào nói chuyện làm quen cho vui mọi người ơi. Ngoài thuốc bên em thì bán cả bình liệu cũng sẵn nha mọi người nhá. Bên em bán cả bình liệu cũng sẵn luôn mọi người ạ. Anh nào mà dân dân phòng ấy mà không muốn thời gian ngâm liệu ấy, hoặc là mình có nhu cầu mà muốn uống liệu ngay ấy, thì mọi người sử dụng ngay cho em cái liệu bông sẵn bên em mọi người nhá. Đây là chính là cái liệu mũ tần bên em hay được gọi là cù bông lợn đây ạ. Liệu ông uống bà khen mà hàng xóm phát thèm đây mọi người nhá. Rất là thơm và dễ uống luôn mọi người ạ. Dạ vâng, em nhìn thấy số của anh bắt tước rồi nhá. Anh mới cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người đấy ạ. Dạ vâng, người ta bảo là cá không ăn muối cá ươn ạ. Súng không chăm sóc thì sao ạ? Trong đường súng hư. Các anh xin chớ xem thường, mua ngay bổ thận lung giường cả đêm, mố tần người ngủ củ thức ạ. Dạ. Liệu ông uống bà khen mà hàng xóm phát thèm đây mọi người ơi. Cái liệu mũ tần này mình uống rất là thơm và dễ uống như mùi sâm nhá mọi người nhá. Không đắng, không chát, không mùi đâu mọi người ạ. Rất là thơm và dễ uống như mùi sâm luôn mọi người nhá. Dạ vâng, thịt chó là thiếu nám mơ ạ. Như trai nào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ. Anh nào mà mềm nhũn vợ chê ạ. Làm thang mũ tần mà vợ mê đến già luôn các bác nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang nhá mọi người nhá. Nào đặt hàng thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Mọi người cụt like rồi, còn có một chia sẻ ạ. Chia sẻ mạnh tay cho em đi cả nhà ơi. Chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ. Để nhiều người vào đây nói chuyện với mình cho vui nhá cả nhà nha. Anh ơi, Dương Tuệ Tuấn anh hỏi là bao nhiêu một bình với em ơi. Anh ơi, bên em có bình ngâm sẵn ạ.
500.000 ạ. Bình 5 lít là 750.000 và bình 7 lít là 1 triệu nhá. Bình y hình luôn anh nhá. Bình rất là thơm và dễ uống luôn nhá cả nhà nhá. Bình rất là thơm và dễ uống, liệu ngon chuẩn, bao chuẩn bao chất lượng cho mọi người nhá. Liệu ngon nhà nấu luôn, rất là thơm và dễ uống và mình uống cái tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên lên đi ạ. Các ba người xem đã tụt xuống rồi, các mốc thôi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Ông uống bà khen mà hàng xóm phát thèm đấy ạ. Uống rượu mú tuần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người ạ. Uống xong lại chẳng thấy say ạ, cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày lâu hơn, cày sâu hơn, muốn khỏe mạnh hơn, muốn cương cứng cả đêm thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tuần này bên em, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ tới dàn các bác nhé. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà, em không lên đỉnh thì nỗi nà do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi mình đi xa làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 đợi trời. Thì bên em có mú tần biệt dược phòng thè giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, giúp cho nhà các bác thêm sung mãn hơn đấy các nhá. Sản phẩm bên đang bán có giá là 250.000 một thằng. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá. Em mình giới thiệu anh Tân Phương rồi nhá. Anh cứ để ở số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho nha. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọn nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu, gà bà há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ chim ngủ chim không hót ạ, thiếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, di tinh mộng tinh muộn con vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp, bị đau mỏi vai gáy, bị tê bì chân tay thì mọi người sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em. Nó có nguồn gốc xuất xứ của người dân tộc Mông, bài thuốc quý của người dân tộc Mông mọi người nhé. Tác dụng của nó rất là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn, chữa dứt điểm tình trạng yếu sinh lý và xuất tinh sớm, chữa dứt điểm tình trạng bị tê bì chân tay và đau nhức xương khớp mọi người nhé. Vâng, em nhìn thấy số điện thoại của anh Đức Đăng rồi nhá. Bên em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh ạ. Cho một túi nhé. Dạ vâng anh ơi, anh cứ để là số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh ạ. Người ta bảo là lời nói chẳng mất tiền mua đâu ạ, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau mọi người nhá. Mọi người thấy hai chị em nhá, yêu quý hai chị em nhá thì cho em xin một lúc chia sẻ đấy cho cá nhân ạ. Còn thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người ủng hộ hai chị em nhá. Mà còn không không thì mọi người cứ vào kết bạn nói chuyện làm quen cho vui nhá. Còn chứ mọi người đừng comment những cái từ khó nghe thế ạ. Mọi người vào đây mà thấy chị em khó nghe quá thì mọi người có thể ra ngoài nam mọi người nhá. Còn yêu quý chị em thì mọi người có thể chia sẻ ạ. Chia sẻ mạnh tay lên ạ. Em cảm ơn một ca người đang xem ạ. Dạ vâng ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng đấy ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm, chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, súng yếu, súng kém, không ngóc đầu nên nổi thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em, sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, kéo dài thời gian quan hệ hơn, dai hơn, dẻo hơn nhà các bác nhá. Đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ tới dàn nữa các bác. Ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay xe một tháng một tuần, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến giá luôn các bác nhá. Sản phẩm bên ta bán có giá là 250.000 một thằng ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Dạ vâng, mọi người cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhá. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một tháng một tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến giá luôn các bác ạ. Ngày xưa thì sung sức thì nghèo ạ, mà ngày nay thì khỏe mạnh thì teo mất rồi ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng bị súng yếu súng kém ạ, không ngóc đầu lên nổi ạ, thì mình sử dụng ngay cho em một cái thảo dược cây mú tần này bên em, mua về ngâm liệu uống cho em nhé, hoặc là nấu nước uống cho em nhé mọi người nhé. Đảm bảo là chim nhà các bác khỏe mạnh hơn và hót cả ngày nó không biết mệt đâu các bác ạ. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Bên em chỉ chốt đơn cho những ai để được số điện thoại dưới phần này thôi ạ. Còn ngoài này thì bên em sẽ không miễn phí ship đâu mọi người nhá. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay xe một tháng một tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Thịt chó mà thiếu nám mơ ạ, như trai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ, làm thang mú tần mà vợ mê đến già luôn các bác nhá. Chỉ một liệu trình thôi ạ, sẽ giúp chim nhà các bác hót cả ngày luôn các bác nhá. Xoạc tơi bời đến sáng, xoạc tê biến xoạc mệt nghỉ luôn các bác nhá. Đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ tới già không biết chán luôn các bác ạ. À cái này mọi người
người mua về ngâm liệu uống cho em ạ, hoặc là nấu nước uống cho em mọi người nhá. Và đặc biệt cái thảo dược cái bốn tuần này bên em ấy dùng được cho cả nam cả nữ nhá mọi người nhá. Nữ giới ngoài đang trong tình trạng bị khô hạn âm đạo ạ, bị lạnh cảm trượt chân gối ạ, bị tê bị chân tay, bị đau nhức xương khớp, bị đau mỏi vai gáy ạ, thì còn chần chờ gì nữa nhỉ? Mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cái bốn tuần này, mọi người mua về ngâm liệu uống ngâm liệu hoặc là sắc thuốc uống cho em nhá, sẽ giúp mọi người là chữa dứt được tình trạng bị khô hạn âm đạo và bị lạnh cảm trượt chân gối ạ. Anh Cường anh bảo anh bị đau nhức xương khớp anh ơi. Anh ơi, vâng bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chữa đơn cho anh nhá. Đây anh nhá. Nói đến đau nhức xương khớp thì chị khách nhà em có một chị khách ở trên Thái Nguyên. Chị bị là thoát vị như thế, đứng lên ngồi xuống rất chi là vất vả luôn đấy ạ. Nhưng chị dùng cho một thang thôi đã thấy cải thiện rõ rệt rồi đấy ạ. Nên là bác nào đang trong cái tình trạng là đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy thì cứ để lại số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chữa đơn cho mọi người nhá. Mọi người đã thuộc lan rồi, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Chia sẻ lên để nhiều người vào nói chuyện làm tay cho vui mọi người ơi. Thuộc lan rồi, 1K3 mắt xem đâu rồi ạ? Số 1 có 880 mắt hay là 860 mắt thôi. Quen trao thì cũng bởi câu chào đấy ạ, mà biết nhau cũng bởi hay vào comment ạ. Trước khi lạ sau rồi sẽ quen ạ, chào nhau một tiếng ta càng thân hơn ạ. Nên là ai đi qua bài em, ai ở trong cái buổi live stream đang xem hai chị em, cho em xin một chấm và cho em xin một nút chia sẻ để chào cá nhân nhất cả nhà nhá. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà, em không lên đỉnh thì nỗi tà do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi mình đi xa làm cho con vợ ở nhà nó phải tốt, nên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vệ trời ạ. Thì bên em có mú tuần ạ, biệt dược phòng tay ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể ạ. Bán trong một liệu trình, anh Nguyễn Thanh Tùng ơi, anh cứ để lại số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chất đơn cho anh nhá anh nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chất đơn cho mọi người ạ. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu nhá. Và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở trên buổi live stream này ạ. Sau khi kết thúc này em sẽ gọi điện tư vấn cho mọi người và em giao hàng toàn quốc miễn ship toàn quốc cho mọi người nhá. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng có vẻ không ạ? Ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần ạ. Đảm bảo là vợ phê và bồi nhớ đến già luôn đấy ạ. Người ta bảo là không giàu thì phải đẹp trai có phải không ạ? Mà không 30 phút thì phải dài một gang ạ. Anh nào mà không được 30 phút nó cũng không được một gang ấy ạ. Làm cho em ngay một thang mỗi tuần, đảm bảo là cuối yêu nhớ bác kéo dài lên 30 đến 40 phút là chuyện nhỏ luôn đấy ạ. Mỗi tuần quả thật quá hay ạ. Uống vào lập tức thì nên ngay tức thì ạ. Thậm chí người ngủ khì khì ạ, mà cổ vẫn thức thì kiên trì cả đêm ạ. Mỗi tuần đêm 7 ngày 3 vào là không kể. Biệt dược của phòng the dân tộc Mông mọi người nhá. Tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người ạ. Cái công dụng của cái thảo dược cây mỗi tuần này bên em, nó có cái tác dụng là bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, đồng thời sẽ giúp mọi người là chữa đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em trên cái buổi live stream này ạ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người và giao hàng toàn quốc miễn ship toàn quốc cho mọi người nhé. Trong buổi live nhà mình ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã tụt đi ạ, thì sử dụng ngay cho một thang mỗi tuần, đảm bảo là vợ phê bồi nhớ đến già luôn ạ. Anh Tư Phạm đã hỏi em là một thang mình ngâm mấy lít, anh ơi một thang mình ngâm mấy 5 lít rượu nhé anh nhá. Sau một tháng là mình dùng rồi ạ, làm anh ngâm lâu hơn cho em thì càng tốt ạ. Dạ vâng, anh nhìn xuân đầu anh Thanh Tùng thì ở bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chất đơn cho anh nhá. Ai đặt hàng thì nhanh tay để nhận số điện thoại để đứng lên đơn thành công ạ. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Em nhìn xuân đầu điện thoại của anh Trần Lâm rồi nhá. Mọi người đặt hàng thì nhanh tay để nhận số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chất đơn cho mọi người đấy ạ. Dạ vâng, em chào 670 người đang xem ạ. Ai đi qua nhìn thấy xem em ạ. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì vào ủng hộ hai chị em nhé. Còn không thì mời cứ vào kết bạn nói chuyện làm quen cho vui ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa ạ. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lù, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp, bị đau mỏi vai gáy, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mỗi tuần này bên em. Mua về ngâm liệu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, dẻo hơn, dai hơn nhé các bác nhé. Đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ tới già luôn các bác ạ. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ đấy ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần nhá. Anh vừa ngâm rượu mú tần, người qua đã thấy phừng phừng em ơi. Phừng phừng thì anh lại muốn chơi tới sáng tơi bời em luôn ạ. Trong buổi live nhà mình ngày hôm nay ạ, có bác nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, tê bì chân tay ạ, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút ạ, thì vào đây ạ, sử
sử dụng ngay trên một thang ngũ tần, đảm bảo là vợ phê và bồ nhờ đến già luôn các bác nhá. Anh Lại ơi, họ đang anh Hại đi, cô đang hỏi là bao nhiêu một ký. Anh ơi, bên em đang bán là 250.000 một thang nhá anh nhá. Anh đặt hàng dưới buổi năm ngày hôm nay thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Dạ vâng, còn ngoài ra thì bên em sẽ không miễn phí ship đâu ạ. Dạ vâng, em nhìn thấy số điện thoại của anh Đặng Phát thì ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn suốt đơn cho anh ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị tê, bị chân tay, bị đau nhức xương khớp, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này. Mua về ngâm liệu hoặc là sắc nước uống cho em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, dẻo hơn, dài hơn nha các bác nhé. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn rồi không ạ? Ai đi qua nhìn thấy chị em ạ? Yêu quý chị em thì chị em xin muốn chia sẻ đến 100 nhân đây ạ. Em chào 600 người đang xem ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Chia sẻ mạnh tay lên để nhiều người vào nói chuyện làm quen cho vui mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thì không ạ? Cá không ăn muối cá ươn ạ. Sống không chăm sóc trong đường sống hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ. Mua ngay bổ thật dung dường cả đêm ạ. Mũ tần đêm 7 ngày 3 vào là không kể. Biệt dược của phòng the của người dân tộc Mông mọi người nhá. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên cái buổi livestream này ạ. Là sẽ có nhân viên tư vấn nhà em, người ta sẽ gọi điện tư vấn cho mọi người và giao hàng toàn quốc, miễn ship và quốc cho mọi người nhá. Anh Trần Nguyên ạ, anh có để lại số điện thoại đặt giúp bên em mà nhân viên em một đợt thì không nghe máy ạ. Anh Giáp Văn Tuấn Tước ạ, có để nói số điện thoại và nhân viên không phải số nhá, nhân lại mọi người nhá. Mọi người, anh Tuân Phụng này, anh Đặng Đức này, anh Nam Nguyễn này, anh Tịch Biển Tình này, mọi người hãy là người văn minh nhá. Thấy trực thực tế như là mọi người cần tư vấn ấy, hãy để lại số điện thoại nhá, chứ đừng để lại số điện thoại bạn bè trêu nhau để trêu ghẹo nhau thì không nên nhá mọi người nhá. Bên em rất bận ạ. Rất nhiều các cuộc gọi cần tư vấn mà mọi người để số bạn bè trêu nhau như này, nhận thế này mọi người nghĩ sao ạ? Dạ vâng, bên em ngồi để nói chuyện với lại mọi người để tư vấn thuốc với lại này mọi người cũng rất chi là bận ạ. Chứ mọi người đừng hãy dành ra thời gian đấy. Nếu như mọi người cảm thấy chị em phù hợp với mọi người, sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người vào ủng hộ hai chị em, còn không thì mọi người cứ kết bạn nói chuyện làm quen cho vui hoặc là vào tán gẫu với chị em cho vui, chứ đừng có comment số điện thoại bạn bè nên trêu chọc nhau như thế này là không nên đâu nhá anh Nam Nguyễn nhá. Anh Biển Tình nha, anh Đức Đặng nha. Em cảm ơn cả nhà yêu ạ. Em xin giới thiệu lại cho mọi người về cái công dụng của cái thảo dược cây múa tần này bên em để cho mọi người được hiểu rõ tiếp nhá. Cái thảo dược cây múa tần này thì nó có công dụng là bổ thận trắng, dương tăng cường sinh lý ạ, kéo dài thời gian quan hệ ạ, đồng thời sẽ giúp mọi người là chữa đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy, chữa dứt điểm tình trạng yếu sinh lý và xuất tinh sớm luôn mọi người nhá. Bên em đang bán giá sản phẩm là 250.000 một thang ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở trên này, là sẽ bên em sẽ có nhân viên tư vấn, người ta sẽ gọi điện cho mọi người và giao hàng toàn quốc, miễn ship toàn quốc cho mọi người nhá. Và bên em có bán cả bình liệu ngâm sắn nha mọi người nhá. Liệu ngâm sắn bên em ấy có rất là nhiều những loại bình to nhỏ khác nhau và giá cả khác nhau nhé mọi người nhá. Ví dụ như là bình 3 lít là 500.000 một bình, bình 5 lít là 750.000 một bình, bình 7 lít là 1 triệu một bình mọi người nhá. Cái liệu này bên em là đã ngâm đủ ngày đủ tháng rồi ạ. Mọi người mua về là chỉ việc uống thôi mọi người nhá. Mua về là chỉ việc uống nhá mọi người nhá. Ngâm đủ ngày đủ tháng rồi, đảm bảo ba ngon ba chất lượng cho mọi người, liệu ngon nhà lấu nhá mọi người nhá. Dạ vâng. Hôm qua uống rượu mú tần đấy ạ. Bỗng dưng này thấy khỏe hơn trong người, uống vào mà chẳng thấy say, cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày nâu hơn này, sâu hơn này, cứng hơn này, hãy về với đội mú tần nhé em nhé. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Văn Trần rồi ạ. Anh, mọi người cứ để được số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Mọi người lưu ý cho em nhá. Thật, mọi người thật cần thiết để cần tư vấn thì hãy để lại số điện thoại nhá, chứ đừng để số điện thoại để trêu bạn bè nhau thì không nên đâu nhé mọi người nhá. Tránh trường hợp đây này. Một loạt số đây mà mọi người nhìn rõ không ạ? Một loạt số đây ạ. Và gọi như này thế này thì có nên không ạ? Không nên mọi người nhá. Ai đặt hàng thì nhanh tay để số điện thoại đã lên đơn được không ạ? Em nhìn thấy số điện thoại của anh Hội Sài Gòn rồi nhá. Ai đi qua nhìn thấy xem em ạ? Yêu quý xem em để cho trên một lúc chia sẻ lên trang cá nhân đi ạ. Để nhiều người vào nói chuyện làm quen cho vui đi ạ. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Công dụng của nó thì ra sao ạ? Công dụng của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ. Chưa dứt điểm với tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ. Đồng thời là nó chưa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay rất chi là tốt luôn nhé mọi người nhé. Mọi người đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn trước đơn cho mọi người nhé.
Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ đưa thưa gọi nạ. Bác nào mà đang trong tình trạng trên bảo mà dưới không nghe, cậu nhỏ cưng cứng kém, chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền. Súng yếu súng kém không ngóc đầu lên nổi, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược kê mỗi tuần này bên em. Mua về ngâm liệu hoặc là sắc nước uống cho em sẽ giúp chim nhà bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, dẻo hơn, dai hơn, sẽ giúp bố phê và vợ nhà giới già nữa các bác nhé. Bên em đang bán là 250.000 một hàng ạ. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên cái buổi livestream này là sẽ có người nhân viên nhà em, người ta sẽ gọi điện cho mọi người và giao hàng toàn quốc, miễn ship toàn quốc cho mọi người nhé. Dạ vâng, em nhìn thấy số điện thoại của anh Văn Tuấn vậy ạ. Mọi người cứ để số điện thoại là lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người. Và em cảm ơn mọi người khi mà đã yêu quý xem em. Mọi người yêu quý xem em thì chia sẻ mạnh tay lên ạ. Chia sẻ mạnh tay lên để nhiều người vào nói chuyện làm quen cho vui mọi người nhá. Trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay ạ, 396 người đang xem live của anh nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút ạ. Thì vào nay ạ, em chỉ cách ạ, sử dụng ngay cho một thang mỗi tuần ạ, đảm bảo dứt điểm cái tình trạng trên nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho mọi người nhá. Đau lưng uống vẫn khỏe ạ. Anh ơi, đau lưng uống rất chi nào tốt nha anh nhá. Mình ngâm rượu hay không nước uống đều được đấy ạ. Anh nào mà bị đau dạ dày, kiêng rượu kiêng bia không uống được rượu ấy ạ, thì mọi người có thể đun nước uống cho em nhá. Lấy cho em 30g mỗi tuần, đun với 1 lít nước, đun sôi nhỏ lửa 15 phút, cạn vào khoảng 500ml, chia 3 lần uống trong ngoài cho em, uống xong ăn cho em là được ạ. Và mỗi tuần bên em thì sao ạ, dùng được cho cả nam và nữ ạ. Trong thời gian mình dùng thuốc không phải kiêng gì mọi người nhá. Cá không ăn muối cá ươn ạ, sống không chăm sóc trăm đường sống hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ, mua ngay bổ thận dung giường cả đêm ạ. Mũ tuần đêm 7 ngày 3 vào là không kể. Viên dược của phòng the người dân tộc Mông mọi người nhá. Cái này nó là cái thảo dược quý của người dân tộc Mông tỉnh Hà Giang. Nó được người dân tộc Mông thu hái trực tiếp từ trên rừng về và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời, không qua công đoạn sấy diêm sinh ạ. Cho nên là trong quá trình mọi người sử dụng là hoàn toàn yên tâm cho em, là không hề gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào của thuốc mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Ai đặt hàng thì cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà đấy ạ. Em không lên đỉnh thì nỗi nào do ai ạ? Dạ vâng, em không lên đỉnh nỗi nào do các anh đấy ạ. Là một người đàn ông ạ, thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 về trời. Thì bên em có mũ tình biệt dược phòng the giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, giúp người yêu nhiều bác thêm sung mãn hơn các bác nhá, sẽ giúp vợ phê và người nhớ đến già luôn đấy ạ. Cái thảo dược cây mú tần này bên em dùng được cho cả nam cả nữ nhá mọi người nhá. Cái nữ giới mà đang trong tình trạng bị khô hạn âm đạo ạ, bị lanh cảm chuyển chân rối ạ, bị tê bì chân tay và đau nhức xương khớp ạ, thì mình sử dụng cái thảo dược cây mú tần này bên em cũng rất chi là tốt nhá mọi người nhá. Nữ giới mà không biết uống liệu ấy thì là mọi người sắc nước uống cho em nhé mọi người nhé. Mỗi ngày lấy trên khoảng 30g mỗi tuần, đun với 1 lít nước, sôi 15 phút sau là uống được mọi người nhé. Mọi người lấy cái nước đó uống thay nước lọc hàng ngày cho em là ok ạ. Dạ vâng, người ta bảo là thịt chó mà thiếu nám ơ ạ, như cha vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ. Anh nào mà mềm nhũn vợ che ạ, làm thang mú tần mà vợ mê đến già luôn các bác nhé. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để ở dưới điện thoại giữa buổi live ngày hôm nay thì em sẽ miễn phí ship ạ. Còn ngoài ra thì em sẽ không miễn phí ship đâu mọi người nhá. Mọi người cứ để ở dưới điện thoại là đã lên đơn thành công đấy ạ. Dạ anh Bạch Phạm ơi, anh ngâm khoảng 20 cho đến 30 ngày sau là mình uống được rồi anh nhá. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Một thang thì anh ngâm được 5 lít liệu anh nhá. Và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Ai mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em ở trên cái buổi livestream này. Là bên em sẽ có nhân viên tư vấn, người ta sẽ gọi điện tư vấn cho mọi người cụ thể hơn và giao hàng toàn quốc miễn ship toàn quốc cho mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó dưới điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà đấy ạ. Mà em không lên đỉnh thì nỗi nào do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vệ trời ạ. Thì bên em có mú tân ạ, giúp quý vị các bác thêm sung mãn hơn nhá. Trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong một tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc,
tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy. Quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đi ạ. Thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần nhá. Đảm bảo dứt điểm cái tình trạng là trên bảo dưới đâu không nghe các bác nhá. Người già bị đau chân đau tay ạ, mọi người có thể là lấy cái liệu mỗi tuần, mọi người xoa bóp vào những cái chỗ bị đau ạ, sẽ giúp mọi người giảm đau rất là nhanh luôn mọi người nhá. Nửa đêm gà gáy canh bà, ông bà hức giấc cho gà chọi nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà bà há miệng mất đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp và tê bì chân tay, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mố tơn này sẽ giúp mọi người chim nha các bác, khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, dẻo hơn, dai hơn, đảm bảo là vợ phê và bồ được tới dàn luôn các bác nhé. Sản phẩm của em đang bán có giá là 250.000 một thà. Mọi người đặt hàng thì nhanh tay để nó dưới điện thoại dưới cuối này. Ngày mai thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhé. Nếu mọi người lưu ý, bên em chỉ chốt đơn cho những ai để nó dưới điện thoại dưới cuối này ngày hôm nay thôi ạ. Vậy thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. Còn ngoài ra thì bên em sẽ không miễn phí ship đâu nhé mọi người nhé. Uống mấy ngày, anh Bạch Phạm đang hỏi là uống mấy ngày thì có hiệu quả anh ơi. Cái này muốn từ bên em thì nó hoàn toàn là thảo dược tự nhiên ạ. Anh dùng trong tầm 10 đến 15 ngày là thấy cải thiện rõ rệt luôn anh nhá. Anh dùng cho em theo một liệu trình là 2 thang là khỏe hẳn luôn anh ạ. Và khi mình ngừng uống cũng không bị nại anh nhá. Hôm qua thì uống rượu mú tuần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người ạ. Uống xong lại chẳng thấy say, cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày lâu hơn ạ, cày sâu hơn ạ, muốn cương cứng cả đêm ạ, muốn làm việc mạnh mẽ như một chúa sơn lâm, nhưng mà chỗ đó lại ỉu xìu như một con giun chết thì có chán không ạ? Nên là thấu hiểu được cái nỗi xấu hổ đó của anh ạ. Nên là ngày hôm nay chị em lên live xin chia sẻ cho mọi người về cái thảo dược cây múa tuần này bên em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, dai hơn, dẻo hơn nha các bác nhá. Giúp bồ phê và vợ nhớ tới dàn nữa các bác ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Trong buổi live em chào 320 người đang xem live ạ. Trong buổi live nhận được ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đi ạ, thì liên hệ xem một thang mú tuần về dùng nhá. Đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Anh Triệu Phương ơi, bên em đang có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh nhá. Ai đặt hàng thì nhanh tay để nó xin điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Thank you. Anh Nặng Lê ơi, một thang bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Ai đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công nhé mọi người nhá. Bên mọi người chắc chắn cần tư vấn thì hãy để lại số điện thoại nhá. Tránh như mấy anh trên ạ. Để lại số điện thoại đi ạ. Để lại số điện thoại bạn bè trêu nhau xong rồi em mua một điện thì số không phải đi ạ. Rất chi là làm phiền nhà thuốc bên em nhé mọi người nhá. Cho nên là mọi người lưu ý đi ạ. Bên em có bán cả bình liệu ngâm sẵn nhé mọi người nhá. Bên em có bán cả bình liệu ngâm sẵn ạ. Bình liệu ngâm sẵn này bên em thì ngâm được 6 tháng trở lên bên em mới xếp hàng cho khách nhé mọi người nhá. Bên em có rất là nhiều những loại bình to, bình nhỏ, giá cả khác nhau nhé mọi người nhá. Ví dụ như là bình 3 lít là 500 nghìn một bình, bình 5 lít là 750 nghìn một bình, bình 7 lít là 1 triệu một bình. Bên em có nhận ship bình toàn quốc nha mọi người nhá. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên live thôi ạ. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên live là sẽ bên em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Và ship hàng toàn quốc, miễn ship toàn quốc cho mọi người chỉ duy nhất ở trên cái buổi livestream này thôi mọi người nhá. Anh nào đang trong cái tình trạng là chim lù, chim ngủ, chim không hót đấy ạ. Yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ. Quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút ạ. Thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần nhé. Có tác dụng gì vậy? Anh Bùi Văn Thọ, Văn Hà đang hỏi là có tác dụng gì vậy? Anh ơi, mỗi tuần bên em thì có công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ. Chưa dứt điểm với tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm. Đồng thời nó chữa đau lưng, mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay rất chi là tốt luôn anh nhá. Anh Nguyễn Văn Phước ơi, bên em đã nhận được số điện thoại của anh ạ. Bên em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh nhá. Anh để ý số điện thoại, anh để ý máy để nhân viên bên em gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh ạ. Dạ vâng, anh ơi, nếu như anh không muốn đựng rượu thì có thể nút nước uống cho em nha. Cái này muốn tình bên em thì mình ngâm rượu hay là nút nước uống đều được đấy ạ. Cái này đó là cái thảo dược quý của người dân tộc Mông mọi người nhá. Được người dân tộc Mông thu hoái trực tiếp từ trên rừng về và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời, không qua công đoạn sấy diêm sinh ạ. Cho nên là trong quá trình mọi người sử dụng là hoàn toàn yên tâm cho em, là không hề gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào của thuốc mọi người nhá. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên live thôi ạ. Nào bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn và xếp hàng toàn quốc, miễn ship toàn quốc cho mọi người ạ. Bên em bán sản phẩm là 250.000 một thang, một liệu trình của nó thì mọi người sử dụng cho em 2 thang là khỏe mọi người nhá. Ai mua hàng nhanh tay chỉ cần để lại số điện thoại cho em là ok ạ. Là bên em sẽ ship toàn quốc cho mọi người ạ. Dạ vâng, em nhìn thấy số điện thoại của anh Trang Vũ rồi nha. Bên em có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh ạ. Dạ vâng, anh Bùi Văn Hà có hỏi là khi mà uống thuốc bên em rồi có đặt được 1 tiếng không anh ơi? Sản phẩm bên em ấy
thì nó hoàn toàn là cái thảo dược tự nhiên. Anh dùng cho em 15 ngày là thấy cải thiện và kiên trì dùng đều đủ liệu trình cho em 2 tháng là khỏe. Và khi đã khỏe đặt trên 35-40 phút là chuyện nhỏ luôn đây nhá. Em nói là chuyện nhỏ đấy ạ. Dạ vâng, trên đây là bác là đang trong cái tình trạng là sung yếu, sung kém, sung không thể lên nổi ạ, sung không thể hoạt động được ạ. Vợ nay mãi nó không dậy thì sử dụng ngay cho em 1 tháng 1 tuần nhá, đảm bảo là rất nhiều cái tình trạng là chưa đi chợ đã hết tiền nhé các bác nhé. Và đặc biệt là ai đang trong cái tình trạng là đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay ạ, đau mỏi vai gáy thì dùng cũng rất chi là tốt luôn mọi người nhá. Và mũ tần bên em ạ, dùng cho cả nam và nữ nhé mọi người nhá. Nữ giới mà đang trong tình trạng bị khô hạn đâm đạo ạ, bị lãnh cảm chuyện chân gối ạ, bị tê bì chân tay, bị đau nhức xương khớp, bị suy nhược mất ngủ ấy, thì mình sử dụng cái thảo dược kim mũ tuần này bên em cũng rất chi là tốt nha mọi người nhá. Nữ giới có thể là lấy cái mũ tuần này mọi người đun nước uống thay nước hàng ngày cho em là được mọi người nhá. Người già bị đau chân đau tay, mọi người có thể là lấy cái liệu mũ tuần, mọi người xoa bóp vào những cái chỗ bị đau ạ, sẽ giúp mọi người giảm đau rất là nhanh và rất là hiệu quả luôn mọi người nhá. Anh Bùi Văn Hảo đang hỏi là bao nhiêu tiền vậy? Anh ơi, bên em bán là 250.000 một thang nhá. Anh đặt hàng cứ để lại số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn giúp đỡ cho ông anh ạ. Anh Điền Nguyên ơi, bên em đang nhận được số điện thoại của anh ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn giúp đỡ cho anh nhá anh nhá. Anh để ý máy để nhân viên bên em gọi điện nhá anh nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Ai đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Anh Điền ai đi qua nhìn thấy xem em cho em xin một chấm đi ạ. Người ta bảo là quen nhau cũng bởi câu chào đấy ạ. Và biết nhau cũng bởi hay vào comment ạ. Trước khi nào sau rồi sẽ quen. Chào nhau một tiếng ta càng thân hơn đó ạ. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng tà, và em không lên đỉnh thì nỗi là do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Thì bên em có mú tần biệt dược phòng thẹ, giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, sẽ giúp vợ khuê và bồ nhớ đến già nữa các bác nhé. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để lấy số điện thoại thì được đi đơn thành công ạ. Và trong hôm qua buổi live ngày hôm nay em chào hơn 300 người đang xem ạ. Có anh nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon, miệng ngủ không sâu giấc không ạ? Tê bì chân tay ạ, đau mỏi vai gáy ạ, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã một đi ạ, thì sử dụng ngay cho em 1 tháng 4 tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Anh ơi Tiết đã cật kề ạ, hỏi anh đã có rượu mũ tuần hay chưa ạ? Anh hỏi thì em xin thưa, mũ tuần đã có biệt dược phòng the đây rồi ạ. Mọi người ơi, chẳng còn gì thay đổi, chỉ còn có 2 tháng nữa là đến Tết thôi ạ. Ai mà chưa có bình rượu ngon, bình rượu quý trong nhà để biếu bố vợ, biếu sếp ạ, thì lên ngay cho em mấy thằng mũ tuần về dùng nhá. Mình ngâm đến Tết vẫn kịp đấy ạ. Đây là chính là cái bình rượu mũ tuần bên em đây ạ. Mũ tuần ông uống bạc khen mà hàng xóm phát thèm đây mọi người nhá. Cái này mình uống rất là thơm và dễ uống luôn. Bên em đã ngâm đủ ngày đủ tháng rồi, mọi người mua về là chỉ việc uống nhá mọi người nhá, không phải mất công chờ mà cũng không phải mất công ngâm nữa ạ. Ai có nhu cầu muốn mua bình ngâm rượu ngâm sẵn bên em ấy thì chỉ cần để lại số điện thoại nhá. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người và xếp bình toàn quốc cho mọi người ạ. Cái rượu này mình uống rất là thơm và mùi luôn nhá mọi người nhá. Nó không đắng mà nó cũng không hắc đâu mọi người ạ. Thơm như mùi sâm luôn mọi người nhá. Liệu bao chuẩn bao chất lượng luôn. Liệu nhà nấu bố mẹ em nấu luôn mọi người nhá. Rất là ngon và rất là đảm bảo an toàn chất lượng. Anh nào chả thích rượu Tây. Có anh này thích ngất ngây rượu nhà đấy ạ. Dạ vâng, ngất ngây rượu nhà đấy ạ. Và đây là cái bình rượu nhà em ngâm đấy ạ. Bình rượu mũ tần nhá, em ngâm đấy ạ. Bác nào đang trong cái tình trạng mà sung yếu sung kém sung không thể lên nổi ạ, đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay thì sử dụng ngay cho em 1 tháng 1 tuần nhá. Về ngâm đảm bảo là vợ về bổ nhớ đến già luôn ạ. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên cái livestream này nhá. Là bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn cho mọi người và giao hàng toàn quốc miễn ship toàn quốc cho mọi người ạ. Mọi người đặt hàng thì cứ để số điện thoại, để số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Chỉ 250.000 thôi ạ. Đổi lại mọi người mua được một cuộc tình đẹp thì có rẻ không ạ? Quá rẻ không phải không ạ? Anh Trần Thanh ơi, anh không uống được rượu ạ. Anh không uống được rượu thì anh có thể đun nước uống cho em nhá. Anh lấy cho em 30g mỗi tuần. 30g mỗi tuần thì nó rơi vào khoảng 3 cái lát như thế này anh nhá. Anh đun với 1 lít nước ạ. Đun sôi nhỏ lửa 15 phút. Cao vào khoảng 500ml chia 3 lần uống cho ngoài cho em ạ. Uống xong cho em là được nhá anh Trần Thanh ơi. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọi nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà bà há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc T,
tinh, một con vô sinh. Con nó đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy ạ. Thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mối tuần này bên em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, dẻo hơn, dai hơn, đảm bảo vợ phê và bồ được tới già nữa các bác ạ. Sản phẩm bên em đang có giá là 250.000 một thang. Bác nào là ra thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để nhận số điện thoại để đừng lên đơn thành công đi ạ. Dạ vâng, trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay có anh nào đang trong cái tình trạng là chim lù, chim ngủ, chim không hót không ạ? Nếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã vượt đi ạ, thì sử dụng ngay cho em một thang ngũ tuần, đảm bảo có yêu cho bác thêm 30 đến 40 phút là chuyện nhỏ luôn các bác nhé. Bác nào đặt hàng thì có thể để số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho mọi người đấy ạ. Dạ vâng, người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sao ạ? Thì sử dụng ngay cho em một thang ngũ tuần, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Dạ vâng, thanh xuân như một ly trà, không uống ngũ tuần thì cũng hết bà nó cả thanh xuân ạ. Mà anh nào đang muốn tuyển quân ạ, làm thang ngũ tuần một đêm là sẽ có tiền nhé. Anh nào đang trong cái tình trạng là lối loạn cương dương, cậu nhỏ cương cứng kém, tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, thì mình sử dụng ngay cho một thang ngũ tuần, đảm bảo là dứt điểm những cái tình trạng trên nhé mọi người nhé. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải đồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ đưa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng lối loạn cương dương, cậu nhỏ cương cứng kém, yếu sinh lý xuất tinh sớm, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị tê vì chân tay và đau nhức xương khớp, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây một tuần, mua về ngâm liệu uống cho em, hoặc là sắc nước uống cho em, là đảm bảo phục tiêu của nhà các bác kéo dài lên quan hệ lên 30 cho đến 40 phút là quá là bình thường luôn các bác nhé. Sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó dưới điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Dạ vâng, người ta bảo là thịt chó mà thiếu là mơ ạ, như trai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ. Anh nào mà mềm nhũn vợ chê đấy ạ, làm thang ngũ tuần mà vợ mê đến già luôn nhá. Anh nhìn thấy số điện thoại của anh Nhạc Công Phát rồi nhá, Nhạc Công Quang Phát rồi ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho anh nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công ạ. Bên em có nhân viên gọi điện tư vấn xuất đơn cho mọi người nhé. Sản phẩm bên em đang có giá là 250.000 một thang. Mọi người cứ để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công. Em nhìn dưới giọng anh Hùng Phạm rồi nhá. Anh Hùng Phạm ơi, em để số điện thoại để máy để bên nhân viên bên em gọi điện tư vấn xuất đơn cho anh nhá. Hôm qua thì uống rượu mú tuần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người ạ. Uống xong lại chẳng thấy say, cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày lâu hơn ạ, muốn cày sâu hơn ạ, muốn khỏe mạnh hơn ạ, muốn cương cứng cả đêm ạ, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây búa tuần này bên em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, sẽ giúp vợ lên đỉnh, lên chín tầng mây xanh hơn các bác nhá. Vợ về và bồ nhớ tới già nữa các bác ạ. Dạ vâng, cá không ăn muối cá ươn ạ, súng không chăm sóc trong đường súng hư ạ. Các anh xin chớ xem thường, mua ngay bổ thận lung giường cả đêm ạ. Mố tuần người ngủ củ thức ạ. Dạ vâng, được người dân dân tây bắc mệnh danh cho là biệt dược trốn phòng the ạ. Được mọi người ví nó như là cứng như rồi được với các bác nhá. Dạ vâng, cho nên là bác nào đang trong cái tình trạng là súng yếu súng kém súng không thể lên nổi ạ. Có anh đang hỏi là chim của anh bị ngủ gật uống có tác dụng không em ơi? Anh ơi, chim của anh bị ngủ gật đó thì anh cứ dùng ngay cho một thang thôi, đảm bảo nó sẽ dậy ngay đấy, không bao giờ nó ngủ gật nữa anh nhá. Đảm bảo chim hót cả ngày luôn các bác nhá. Sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó điện thoại để đường lên đơn thành công ạ. Mú tuần bên em ạ, công dụng của nó là sao các bạn ạ? Công dụng của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ. Chưa dứt điểm với tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm, chưa di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh, đồng thời là nó chưa đau nhưng mỏi gối rất chi là tốt luôn. Thử một tiếng rồi đấy. Bác nào đặt hàng thì cứ để số điện thoại là đã lên đơn thành công. Cây gì anh Thanh An ơi, anh hỏi là cây gì đấy anh ơi? Cây mú tần đấy anh nhá. Mú tần nó là dược liệu quý của màu dân tộc Mông tỉnh Hà Giang ạ, chuyên chưa yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, chưa di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh, đồng thời là nó chưa đau nhưng mỏi gối rất chi là tốt luôn nhá. Cái thảo dược của người dân tộc Mông này, nó tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người nhá. Cái này thì tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp, cả nam cả nữ đều uống được mọi người nhá. Nữ giới mà đang trong tình trạng bị khô hạn âm đạo ạ, bị lãnh cảm cho chân gối ạ, bị tê bì chân tay và đau nhức xương khớp, bị suy nhược mất ngủ thì mình sử dụng ngay cho em cái thang thuốc mỗi tuần này bên em. Bên em bán là 250.000 một thang ạ. Một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu ạ, và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Ai mua hàng nhanh tay để lại
số điện thoại cho em ở trên này nhá. Là bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người và giao hàng cả bước miễn ship cả bước cho mọi người ạ. Dạ, em bảo là trăng lên đỉnh núi trăng đà, vậy em không lên đỉnh thì đối đà do anh ạ. Là một người đàn ông ạ thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi mình đi xa làm cho con vợ ở nhà đã phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Thì bên em có mú tần biệt dược phòng the ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, thì giúp mình em các bác thêm sung bán hơn các bác nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì cứ để số điện thoại là đã đi thương thành công nhé mọi người ơi. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một hàng mú tần nhá, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bác ơi. Em chào 320 người đang xem nhá. Ai đi qua nhìn thấy xem, nhìn thấy em chưa xin một chớp bạn yêu quý em thì cho em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân đi ạ. Một người chia sẻ mạnh tay lên để nhiều người vào nói chuyện cho vui khỏe không ạ. Thì chó mà thiếu nám mơ đấy ạ, như trai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ. Anh nào mà mềm nhún vợ chê ạ, làm thang mú tần và mộng vợ mê đến già luôn các bác nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lấy điện thoại lên đơn thành công ạ. Dạ vâng, anh để mai tính anh uống sao em không ngâm rượu hả? Anh để mai tính ơi, cái này mình ngâm rượu em cũng được uống đều được anh nhá. Một thang cũng cần bên em mình ngâm với 5 lít rượu sau một tháng là dùng được. Anh mà không uống được rượu thì có thể đun nước uống cho em ạ. Sắc hành ngâm, anh Miên Minh ơi, mình sắc mình đun nước hay ngâm rượu uống đều được mà anh. Khi em gửi thuốc cho anh thì có kèm theo hướng dẫn sử dụng anh nhá. Và một thang bên em thì ngâm với 5 lít rượu sau một tháng là dùng được. Ai không uống được rượu thì có thể đun nước uống cho em ạ. Dạ vâng, người ta bảo là lời nói chẳng có tiền mua các bạn ạ. Lựa lời mà nói cho vừa nóng nhau bách nhá. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì mọi người vào ủng hộ em ạ. Còn không thì người cứ bảo kết bạn nói chuyện nạp quen cho vui ạ. Dạ vâng, người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng các bạn ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho một thang mỗi tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bạn nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang, chỉ 250.000 một thang thôi, sẽ giúp các bác sập tơi bời đến sáng, sọc tê bím, sọc bền nghỉ, sọc rát chim luôn các bác nhá. Người ta bảo là ngày xưa thì hùng hục như trâu, bây giờ èo ọt như tàu ná khoai. Ngày xưa thì khám phá miệt mài, bây giờ nửa hiệp đứt hơi mệt nhoài. Đấy, bác nào mà đang trong cái tình trạng mà chim rồ, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh ý xuất tinh sớm, thời gian quan hệ chỉ từ 1 đến 3 phút ạ, thì ngày hôm nay ạ, vào cái livestream này của chị em nhà em ạ, chị em nhà em sẽ giới thiệu tới cả nhà cái sản phẩm dược liệu quý cây mú tần ạ. Mú tần hay còn gọi là củ bon đậu, nó là cái dược liệu quý của đồng bào dân tộc Mông. Nó có cái tác dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh ý, giúp mình chữa dứt điểm cái tình trạng mà yếu sinh ý xuất tinh sớm, di tinh, mộng tinh, muộn combo sinh và điều trị dứt điểm cái tình trạng mà bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy rất chi là hiệu quả nhé. Sao phẩm đen có giá là 250.000 một thang. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên livestream giúp em. Sau bên nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho cả nhà nhé. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng đà, em không lên đỉnh thì đối đà do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Thì bên em có mú tần biệt dược phòng the ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào la không kể, giúp mình nhiều bác thêm sung bán hơn các bác nhá. Anh Niên Minh đang hỏi là một thang ngâm mấy lít? Dạ, một thang này thì anh ngâm cho em khoảng 5 lít rượu, thì sau khoảng 1 tháng này anh sử dụng được. Và mỗi ngày thì mình sử dụng cho em khoảng 2 ly nhỏ sau bữa ăn tối nhé. Anh Trung Phạm đang hỏi nè, bình ngâm sẵn thì bao nhiêu tiền vậy em? Tức là bình ngâm sẵn này em này thì có giá là 500.000 một bình 3 lít, 750.000 một bình 5 lít và 1 triệu một bình là 7 lít. Đấy, anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên livestream giúp em nhé. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để được số điện thoại để đứng lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là trăng lên đỉnh núi trăng đà, em không lên đỉnh thì đối đà do anh ấy ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, làm cho con vợ ở nhà nó phải thốt lên rằng là nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời ạ. Bên em có mú tần biệt dược phòng the ạ, giúp đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, giúp quý vị nhớ bác thêm sung bán hơn các bác nhá, sẽ giúp vợ phê và bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Người ta bảo là ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ có tí thì teo mẹ nó rồi. Ngày xưa thì lớn khỏe hơn trồi, bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa thì vợ đợi bồ mong, bây giờ vợ nguyết bồ cong cớm nườm. Đấy, bác nào mà đang trong cái tình trạng mà chim tù, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh lý xuất tinh sớm, thời gian quan hệ chỉ từ 1 đến 3 phút ạ, hoặc đang trong cái tình trạng mà bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mũ tuần này thôi, sẽ giúp điều trị dứt điểm cái tình trạng mà đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, sẽ giúp điều trị dứt điểm cái tình trạng mà chưa đi chợ đã hết tiền, chưa vào mà đã ra. Đấy, người ta bảo là xe đẹp thì phải tốn xăng, mà người đẹp thì phải tốn cỏ, đúng không ạ? Muốn vợ không bỏ thì hãy sử dụng ngay mũ tuần bên em. Đấy, mũ tuần người ngủ củ thức, giúp đêm 7 ngày 3 mà vào ra thì không kể, sẽ giúp cuộc yêu nhà các bác thêm sung mãn hơn nhé. Dạ vâng, anh Nguyễn Xuân Lịch đang hỏi là bình trước mặt em là bao nhiêu? Anh ơi, bình lông sẵn đây, bình này trước mặt em là bình 7 lít anh ạ. À, có giá là 1 triệu anh nhá. Và bình 5 lít hay là bình 3 lít thì bình ghi hình chụp qua là nó chỉ nhỏ hơn thôi anh ạ. À, vâng, em nhìn thấy sớm tặng anh lên sáng rồi nhá. Anh đến lý máy để bình nhân viên bên em gọi điện tư vấn chất đơn cho anh nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để được số điện thoại rồi vào nay ngày hôm nay thì bên em sẽ miễn phí ship ạ. À, anh Toàn Minh đang hỏi có thuốc hãng không anh ơi? Trời ơi anh ơi, thuốc nằm cho nó kéo dài thời gian quan hệ mới khó, chứ còn thuốc để mà hãng thì dễ lắm anh ơi. Anh chỉ mua cao chất lắm, anh ơi, em ngâm rượu uống cho em nha, đảm bảo là chim nó xuống luôn ạ. Ngủ nếu quên như, luôn. Nếu như mà anh uống cho em một tháng liền chắc chắn nó sẽ không giận nữa anh nhá. Cho nên đúng anh lưu ý trước khi dùng nhá. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên livestream giúp em nhé. Thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chất đơn cho anh ạ. À, vâng anh Thảo Huyền ơi, bên em đang nhìn thấy số điện thoại của anh. Anh để ý máy để nhân viên bên em gọi điện tư vấn chất đơn cho anh nhanh nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại để được liên hệ thành công ạ. À, em xin nhắc lại công dụng của mũ tần bên em để mọi người được rõ hơn. Công dụng của nó là ra sao ạ? À, công dụng của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ạ. À, chưa dứt điểm cái tình trạng yếu sinh lý xuất tinh sớm, đồng thời là nó chưa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy rất chi là tốt luôn anh nhá. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang một tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Sao vậy, nhìn thấy số điện thoại của anh để mai tính thì anh cứ để số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn trước đơn cho anh nhá. Anh nào mà thực sự mà muốn cần bên em tư vấn ấy thì mọi người cứ để lại số điện thoại ạ. Đặt hàng thì mọi người cứ để lại số điện thoại là lên đơn thành công nhá. Tránh trường hợp mà mọi người để lại số điện thoại của bạn bè mình trêu chọc người khác thật là quá đáng, đúng không ạ? Bên em thì nó đang rất là bận luôn, mà mọi người cứ để lại số điện thoại trêu chọc người khác, mất thời gian của người khác ạ. Anh nào mà thực sự có nhu cầu ạ thì mình hãy để lại số điện thoại ạ. Còn nếu mà không có nhu cầu ạ thì đừng để lại số điện thoại để bên em đỡ mất thời gian nhé. Anh Chí Nê này đang hỏi này, bao gồm những gì bạn? Thì cái lễ cây mũ tuần này bên em ấy thì nó chỉ có nguyên một vị mũ tuần thôi ạ. Chứ còn nếu mà anh muốn lấy nhiều vị thì anh lấy sang tứ khẩn hoặc a ma tông hoặc là minh mạng thang thì nó có nhiều vị hơn. Còn đối với trường hợp mũ tuần bên em ấy thì nó chỉ có nguyên một vị thôi, nhưng mà cái tác dụng của nó thì khá là tuyệt vời luôn. Đấy, nó giúp là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, giúp mình chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm, chữa di tinh, mộc tinh, bột con vô sinh, đồng thời nó giúp mình chữa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, rất chi là tốt luôn. Đấy, những anh nào mà đang trong cái tình trạng mà đau lưng mỏi gối này, đau nhức xương khớp này, tê bì chân tay này, ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc này, hoặc đang trong cái tình trạng mà quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã phụt này, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mũ tuần này thôi. Nó sẽ giúp các bác điều trị dứt điểm cái tình trạng là đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, điều trị dứt điểm cái tình trạng mà chưa đi chợ đã hết tiền, chưa vào mà đã ra nhá. Dạ vâng, em nhìn thấy số điện thoại của anh Thanh Ni rồi nhá. Anh để ý cho nên để ý máy để nhân viên bên em gọi điện tư vấn chốt đơn cho anh ạ. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Chí Lê rồi nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại thì đã đi đơn thành công ạ. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người ạ. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay xe một thang một tuần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn. Anh Quý Trần Quy ơi, anh đang hỏi em là có thật không anh ơi? Hiệu quả 100% anh nhá. Sản phẩm có tốt thì em mới lên đây em tư vấn với mọi người ạ, em chia sẻ với mọi người anh nhá. Chứ không, nếu như sản phẩm không tốt em không dám tự tin lên đây để chia sẻ với mọi người đâu ạ. Sản phẩm em bán từ mấy năm nay rồi chứ không phải bây giờ em mới bán nhá. Anh Trung Phạm đang hỏi là có mũ tần tươi không em? Nhà em thì có cả mũ tần tươi nhá.
đấy, giá là 150.000 một ký. Đấy, nếu mà anh nào mà muốn mua muối từng tươi thì cũng để lại số điện thoại ở trên livestream thì bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người nhé. Người ta bảo là quen nhau thì cũng bởi câu chào, mà biết nhau thì cũng bởi hay vào comment, mà trước mặt thì sau sẽ quen. Chào nhau một tiếng thì ta càng thân hơn, đúng không ạ? Những anh nào mà đang đi qua cái livestream này của chị em nhà em, yêu quý chị em nhà em ạ, thì mọi người hãy comment xuống đây để mình có thể nói chuyện với nhau được nhiều hơn, và có sẽ xếp lại với nhau nhiều hơn, phải không mọi người? Dạ vâng. Và trong buổi live nhà mình ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc ạ, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã vụt đi ạ, thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần ạ, đảm bảo là vợ khê bồ nhớ đến già luôn các bác nhá. Trong buổi live nhà mình ngày hôm nay đấy ạ, có bác nào đang trong cái tình trạng đấy không ạ? Có bác nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc không ạ, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đi ạ thì đã vụt đi ạ? Muốn làm vợ mình thỏa mãn, muốn làm người yêu mình thỏa mãn, nhưng trong đấy nó không nghe, nó cứ ngủ quên mãi, nó không dậy ạ, thì mọi người sử dụng ngay cho em một thang nhá, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn các bạn. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Mọi người thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì ủng hộ hai chị em nhé. Còn không thì mọi người có thể kết bạn nói chuyện nào quen cho vui ạ. Anh Trung Phạm đang hỏi là một cân tươi ngâm được bao nhiêu lít rượu? Nếu mà một cân tươi thì anh ngâm cho em khoảng 3 lít rượu nhá. Thì nếu mà anh mua loại tươi thì anh cứ để lại số điện thoại để nhân viên bên tư vấn cho anh nhá. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công nhá. Nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người luôn lập tức nhá. Em chào anh, em chào 267 người, 270 người đang xem live ạ. À, mọi người đi qua nhìn đi em ạ, cho em xin một chấm đi ạ. Yêu quý em thì cho em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân nhé mọi người nhá. Và thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì ủng hộ hai cho em. Còn không thì mọi người kết bạn nói chuyện làm quen cho vui mọi người ơi. Dạ vâng, sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để nó xem hai đứng lên đơn thành công ạ. Người ta bảo là thịt chó mà thiếu ná mơ ạ. Như trai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về. Anh nào mà mềm nhũn vợ chê ạ, thì nam thang mú tần mà vợ phê thì bố nhớ tới già luôn đấy ạ. Đấy, những anh nào mà đang trong cái tình trạng mà chưa đi chợ đã xin hết tiền, mà chưa vào thì đã ra, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút ạ, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi, sẽ giúp các bác xoạc tơi bời đến sáng, xoạc tê bím, xoạc mệt nghỉ luôn đấy các bác ạ. Bác nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc ạ, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy ạ, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đi ạ, thì linh ngay cho em một thang mú tần về dùng nhá, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn đi ạ. Sản phẩm bên em đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để đổi điện thoại để đứng lên đơn thành công ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Người ta bảo là trăng nên đỉnh núi trăng ta, mà em không nên đỉnh thì lỗi là do anh, đúng không ạ? Là một người đàn ông ạ, thì mình phải có bản lĩnh để mỗi khi đi xa thì phải làm cho con vợ ở nhà nó thốt lên rằng nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vệ trời ạ. Thì bên em có cái sản phẩm dược liệu quý cây mú tần này, mú tần hay còn gọi là củ bong nậu, nó là cái dược liệu quý của đồng bào dân tộc Mông của tỉnh Hà Giang. Đấy, sản phẩm bên em hoàn toàn là cái thành phần thảo dược tự nhiên, không nghiền thành bột, không tán thành viên, nên là rất là an toàn cho cái sức khỏe của mọi người. Đấy, những anh nào mà đang trong cái tình trạng mà chưa đi chợ đã hết tiền, chưa vào mà đã ra, đấy, hoặc đang trong cái tình trạng mà bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi, sẽ giúp các bác điều trị dứt điểm cái tình trạng trên nhé. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọi nhau ạ, gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà bà há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộng tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị đau nhức xương khớp và đau mỏi vai gáy ạ, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em, mua về ngâm liệu hoặc là sắc nước uống cho em, đảm bảo là vợ phê và bố nhớ tới già nữa các bác nhé. Cái thảo dược cây mối tần này bên em của người dân tộc Mông, người ta thu hái trực tiếp từ trên rừng về ạ, và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời ạ, không qua công đoạn sấy diêm sinh ạ, cho nên là trong quá trình mọi người sử dụng nó hoàn toàn yên tâm cho em là không hề gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào của thuốc mọi người nhé. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên like thôi ạ. Sản phẩm bên em có giá là 250.000 một thang ạ. Đặc biệt là mọi người mua hàng để lại số điện thoại trên livestream thì mọi người sẽ được miễn phí ship nhá. Đấy, anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại trên live là đã lên đơn thành công nhá.
Cái thảo dược cây bố tần này bên em thì nó có cái tác dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, đồng thời sẽ giúp mọi người là chữa dứt điểm tình trạng bị đau bì tê bì chân tay và đau nhức xương khớp mọi người nhé. Bên em bán là 250.000 một thang ạ. Và một liệu trình thì mọi người chỉ cần sử dụng cho em 2 thang là khỏe ạ. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em là đã lên đơn thành công mọi người nhé. Người ta thường bảo là anh vừa ngâm rượu bố tần ạ, người qua đã thấy phừng phừng em ơi ạ. Phừng phừng thì em lại muốn chơi ạ. Muốn chơi tới sáng tơi bời em luôn ạ. Trong buổi live ngày em ngày hôm nay ạ, có anh nào mà đang trong cái tình trạng mà yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, đang trong cái tình trạng mà chưa đi chợ đã hết tiền, chưa vào mà đã ra, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã phụt ạ, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi. Đấy, mú tần người ngủ củ thức ạ. Người ta bảo mú tần thì quả thật quá hay, mà uống vào lập tức thì nên ngay tức thì, thậm chí mà người ngủ khì thì củ vẫn thức kiên trì cả đêm ạ. Đấy, có bác nào muốn củ của mình thức kiên trì cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày nâu hơn này, cày sâu hơn này, muốn khỏe mạnh hơn, muốn cương cứng cả đêm ạ, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi nhé. Sẽ giúp chim nhà các bác sẽ hấp níu no mỗi ngày luôn đấy ạ. Chỉ một liệu trình thôi ạ, chỉ một liệu trình cây mú tần này thôi ạ, sẽ giúp xoạc tơi bời đến sáng, xoạc tê bím, xoạc mệt nghỉ, xoạc lát chim cho các bác nhé. Bác nào mua hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại cho em là đã thì đơn thành công ạ. Cái tác dụng của cái thảo dược cây mú tần này bên em cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người ạ. Được người dân tộc Mông thu hái trực tiếp từ trên rừng về và đem về thái nhỏ phơi khô tự nhiên vào ánh nắng mặt trời như thế này đấy ạ, không hề tác dụng phụ mọi người nhé, nên là mình sử dụng rất là an toàn mọi người ạ. Cả nam cả nữ đều uống được mọi người nhé. Nữ giới mà đang trong tình trạng bị khâu hạt âm đạo ạ, bị lạnh cảm chuyển tranh gối ạ, tê bì chân tay và đau nhức xương khớp ạ, thì mọi người sử dụng cái thảo dược cây mú tần này bên em rất chi là tốt ạ. Người ta bảo hôm qua thì uống rượu mú tần ạ, mà bỗng nhiên lại thấy khỏe hơn trong người, uống bao mà lại chẳng thấy say, mà cả đêm chỉ muốn đi cày mới vui ạ. Có bác nào muốn đi cày cả đêm không ạ? Bác nào muốn cày nâu hơn này, cày sâu hơn này, muốn cương cứng hơn này, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi. Đấy, người ta bảo là uống chén thứ nhất thì thấy tinh thần hưng phấn, mà nuốt chén thứ hai thì thấy lòng dạ bồn chồn, mà uống chén thứ ba thì thấy tinh hoa của đất trời đấy ạ. Thì hà cớ gì ạ? Hà cớ gì cả nam và nữ mình không sử dụng một thang mú tần này thôi. Đấy, sẽ giúp cuộc yêu nhà các bác thêm sung mãn hơn, thêm khỏe mạnh hơn nhé. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối xưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ nưa thưa gọi nào. Bác nào mà đang trong tình trạng chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, súng yếu, súng kém, không ngóc đầu lên nổi, thiếu sinh lý, xuất tinh sớm, thời gian quan hệ chỉ từ 1 đến 2 phút ạ, thì mọi người sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mú tần này bên em. Mua về ngâm liệu hoặc là sắc nó uống cho em, đảm bảo là vợ về và bồ như tới già em mua các bác nhé. Sẽ giúp chim nhà các bác dẻo hơn, dài hơn, bền hơn các bác nhé. Người ta bảo là ngày xưa thì hùng hục như trâu, bây giờ èo ọp như tàu ná khoai. Ngày xưa thì khám phá miệt mài, bây giờ nửa hiệp đứt hơi mệt ngoài. Đấy, những bác nào mà đang trong cái tình trạng mà súng yếu, súng kém, súng không thể lên nổi, hoặc đang trong cái tình trạng mà tinh trùng yếu, tinh trùng loãng ạ, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mú tần này thôi ạ. Đảm bảo cuộc yêu thì các bác sẽ thêm lên 3-40 phút là chuyện nhỏ nhá. Đặc biệt là những cái anh nào mà độ tuổi tầm ngoài 40 tuổi trở đi đúng không ạ, thì cái độ dẻo dai và cái độ cương cứng nó không được nâu nữa. Đấy, thì mình sử dụng cho em một cái thang mú tần này thôi. Đấy, đảm bảo cuộc yêu nhà các bác sẽ sung mãn hơn, sẽ giúp là bác các bác là đạt cái thời gian quan hệ 3-40 phút là chuyện bình thường nha các bác nhé. Cá không ăn muối cá ơn ạ, sống không treo sóc trong đường sống hư ạ. Các anh xin chớ xem thường ạ, mua ngay bổ thận rung giường cả đêm ạ, mú tần đêm 7 ngày 3 vào la không kể. Việt giờ của phòng the dân tộc Mông mọi người nhé, tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người ạ. Cái này thì mọi người mua về ngâm liệu uống cho em hoặc là nấu nước uống cho em mọi người nhé. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ, một thang thì mọi người ngâm được 5 lít liệu ạ. Ai mua hàng thì để lại số điện thoại là đã lên đơn thành công mọi người nhé. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại trên này thôi ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên này ạ. Bác nào nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nhá. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì để lại số điện thoại trên này. Bên nhân viên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người nhé. Ngày xưa thì như sắt như đồng, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa.
ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lưa thưa gọi là bác nào mà chim đổ chim ngủ chim không hót, thiếu sinh lý xuất tinh sớm, di tinh mộc tinh muộn con vô sinh, vòng ngàn đang trong tình trạng bị đau nhức xương cấp tê bì chân tay. Khi mình sử dụng cái thảo dược cây múa tuần này bên em rất chi là tốt, tác dụng của nó cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương cấp luôn, giúp mình khỏe mạnh hơn, dẻo hơn, dai hơn, sẽ giúp mình khỏe mạnh hơn và sung mãn hơn cho cuộc yêu nhé, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ tới và không biết chán lời các bác ạ. Người ta bảo là xe đẹp thì phải tốn xăng, mà người đẹp thì phải tốn cỏ đúng không ạ? Muốn vợ không bỏ thì hãy sử dụng ngay mũ tùm này bên em. Mũ tùm hay còn gọi là củ bong đậu, nó cứng như rồi đục luôn mọi người ạ. Đấy, anh nào mà vợ chán vợ chê ạ, thì làm thang mũ tùm mà vợ phê thì bố nhớ tới già nữa các bác nhé. Đấy, những anh nào mà đang trong cái tình trạng mà chưa đi chợ đã xin hết tiền mà chưa vào thì đã ra, muốn làm việc mạnh mẽ như một chúa sơn đâm ạ, nhưng mà cái chỗ ấy nó lại ỉu xìu như một con giun chết ạ, thì có chán không ạ? Quá chán đúng không ạ? Vâng, thế là thấu hiểu được cái nỗi xấu hổ đó của anh ạ. Nên là ngày hôm nay chị em Lê Lai xin chia sẻ, xin giới thiệu cho mọi người về cái thảo dược cây mũ tuần này bên em. Nó có công dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, đồng thời sẽ giúp mọi người là chữa đau nhức xương khớp và tê bì chân tay mọi người nhé. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em là đã lên đơn thì công ạ. Dạ anh ơi, em ở Nam Định anh nhá. Em và em ở Nam Định và em có giao hàng toàn quốc anh ạ. Các anh mua hàng ở xa thì có thể là để lại số điện thoại, bên em sẽ gửi qua bưu điện ạ. Người ta sẽ ra tận nơi tận tay cho mọi người, thanh toán tận nhà cho mọi người nhá. Người ta bảo là trăng nên đỉnh núi trăng tà, mà em không nên đỉnh thì lỗi là do anh đúng không ạ? Là một người đàn ông ạ, thì mình phải có bản lĩnh ạ, để mỗi khi đi xa phải làm cho con vợ ở nhà nó thốt lên rằng nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời đúng không ạ? Thì bên em có cái sản phẩm dược liệu quý cây mú tuần này đây ạ, sẽ giúp một người khỏe mà hai người vui, mà hàng xóm thì phát thèm luôn cả nhà nhá. Chỉ một liệu trình thôi ạ, chỉ cần một liệu trình duy nhất ạ, sẽ giúp chi nhờ các bác xoạc tơi bởi đến sáng, xoạc tê bíu, xoạc mệt nghỉ, xoạc lát chi được các bác nhá. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên cái buổi livestream này nhá. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho mọi người và giao hàng toàn quốc miễn ship và bước cho mọi người nhá. Cái này tác dụng của nó thì cực kỳ là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn mọi người ạ. Cái này nó là người dân tộc Mông người ta phong cho cái tên gọi là biệt dược của Hoàng Thế, có nghĩa là cứng như rồi đục luôn mọi người ạ. Rất là hiệu quả cho sinh lý và xương khớp luôn ạ. Ai mua hàng chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên cái livestream này nhá. Là bên em sẽ có người nhân viên tư vấn gọi điện tư vấn cụ thể cho mọi người và giao hàng toàn quốc cho mọi người ạ. Sản phẩm bên em có giá là 250.000 một thang thôi ạ. Chỉ 250.000 một thang thôi ạ. Đấy, anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại trên livestream giúp em nhé. Để lại số điện thoại trên livestream là đã lên đơn thành công nhé. Anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại trên livestream giúp em. Ở cái sản phẩm này nhà em này, ngoài cái tác dụng là giúp bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lý ra, thì nó còn có cái tác dụng là chữa đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, ăn không ngon, mệt ngủ không sâu giấc nhé. Những bác nào mà đang trong cái tình trạng mà bị đau lưng mỏi gối do quan hệ nhiều ấy, hoặc là bị đau nhức xương khớp trái gió trở trời mà hay bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp ấy, thì dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bác nào mà mình đã khỏe rồi ấy, mà mình bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp thì mình vẫn có thể dùng được. Đấy, mình có thể dùng cái này để mình ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Trường hợp mà mọi người mà ngâm rượu ấy, thì mọi người có thể là dùng cái rượu của cái cây mú tuần này, mình có thể là xoa bóp lên những cái chỗ đau ấy, thì nó cực kỳ là tốt luôn mọi người nhé. Đấy, anh nào đặt hàng, chị nào đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại trên livestream giúp em nhé, là đã lên đơn thành công nha mọi người nhé. Cái bình liệu ngâm sữa bên em là bên em là có bình to, bình nhỏ, giá cả khác nhau nhé mọi người nhé. Bình 3 lít bên em bán là 500.000 một bình ạ. Bình 5 lít là 750.000 một bình ạ. Và bình 7 lít là 1 triệu một bình mọi người nhé. Bên em có nhận ship bình toàn quốc và miễn ship toàn quốc cho mọi người. Khi mọi người chỉ cần để lại số điện thoại cho em ở trên live ạ. Là bên em sẽ có nhân viên tư vấn và chốt đơn và sẽ nên liên hệ lại với mọi người ngay lập tức nha mọi người nhé. Anh Quân Nguyễn cho anh hai thang. Dạ vâng, anh nào đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại trên live xin giúp em nhé. Anh Quân muốn đặt hai thang thì anh để lại số điện thoại trên live xin giúp em nhé. Để nhân viên bên em gọi điện chốt đơn cho mọi người nhé. Các bạn đang xem em chia sẻ
một chấm nhá, cả nhà đang xem em cho em xin một chấm ạ. Cho em xin một chấm để em biết mọi người đang xem em thì em cho hỏi này mọi người một câu nhá. Người ta bảo là quen nhau thì cũng bởi câu chào đấy ạ, mà biết nhau cũng bởi hay vào comment ạ. Trước thì lạ, sau rồi sẽ quen ạ. Chào nhau một tiếng ta càng thân hơn ạ. Nên là ai đi qua và em, ai ở trong cái buổi live trên này cho em xin một chấm ạ. Để em biết mọi người đang xem live, em chào hỏi lại mọi người một câu nhá. Ai yêu quý hai chị em cho em xin một nút chia sẻ đến trang cá nhân ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian để xem chị em để giới thiệu sản phẩm mọi người nhá. Người ta bảo là đi đâu mà vội mà vàng đúng không ạ? Chào nhau một tiếng đàng hoàng rồi đi đúng không ạ? Các bác ăn tối chưa? các bác ăn tối chưa? Các bác nào mà đang rảnh rỗi thì mình mọi người có thể vào đây nói chuyện với em cho vui nhá. Mọi người yêu quý chị em nhà em ạ. Thì mọi người có thể vào đây nói chuyện, kết bạn làm quen với nói chuyện với nhau cho vui nhá. Không nhất thiết là phải mua sản phẩm bên em ạ. Mọi người có thể vào đây nói chuyện, kết bạn làm quen với nhau cho vui ạ. Anh nào mà đang trong tình trạng bị yếu sinh lý, bị xuất tinh sớm, chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền, sung yếu. Em nhìn thấy số điện thoại của anh Bình rồi nè. Anh nào mà đang trong cái tình trạng mà chim rủ, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, đau nhức mỏi gối, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy ạ, ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc ạ, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang bú tinh này thôi ạ. Mũ tân thì quả thật quá hay, mà uống vào lập tức thì lên ngay tức thì. Thậm chí mà người ngủ khì khì thì củ vẫn thức kiên trì cả đêm ạ. Có bác nào muốn củ cả mình thức kiên trì cả đêm không ạ? Bác nào mà muốn nâu hơn này, muốn sâu hơn này, muốn làm vợ của mình được thỏa mãn này, muốn làm người tình của mình được lên đỉnh này, thì hãy sử dụng ngay cho em một cái thang mũ tân này thôi nhé. Sẽ giúp chim nhà các bác hót níu no mỗi ngày thôi đấy ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa ạ. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ mưa thưa gọi nạn. Bác nào mà đang trong tình trạng chim lồ, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh lý xuất tinh sớm, di tinh, mộc tinh, muộn con vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị tê bì chân tay và đau nhức xương khớp, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mũ tần này bên em. Mọi người mua về ngâm rượu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em. Nó có công dụng là bổ thận trắng, dương tăng cường sinh lý. Tác dụng của nó rất là mạnh cho sinh lý và xương khớp luôn. Mọi người mua về ngâm rượu hoặc là sắc nước uống cho em mọi người nhé. Bên em đang bán là 250.000 một thang ạ. Ai mua hàng thì chỉ cần để lại số điện thoại cho em là đã lên đơn thì không mọi người nhé. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, vợ đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì dùng ngay cho em một thang mỗi tuần nhá, đảm bảo là vợ phê và bồ nhớ đến giá luôn đấy ạ. Sản phẩm bên em đang bán với cái giá là 250.000 một thang ạ. Trong buổi live ngày hôm nay ạ, có anh nào đang trong cái tình trạng là ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc không ạ? Tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã rồi đi ạ, thì mình sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần nhá, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn ạ. Em chào 241 người đang xem ạ. Ai đi qua nhìn thấy chị em ạ, yêu quý chị em thì cho em xin một chút chia sẻ đến trang cá nhân nhá. Thấy sản phẩm bên em phù hợp với mọi người thì vào kết bạn nói chuyện làm quen cho vui ạ. Còn không thì mọi người cứ vào kết bạn nói chuyện làm quen nhé mọi người nhá. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ ạ. Mà muốn vợ không bỏ thì dùng ngay cho em một thang mũ tần, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Trăng lên đỉnh nối trăng tà, mà em không lên đỉnh thì nói là do anh ạ. Là một người đàn ông thì mình phải có bản lĩnh ạ. Để mỗi khi mình đi xa, người vợ ở nhà phải thốt lên rằng nhớ ai đang ở phương xa, nhớ ai đêm 7 ngày 3 vậy trời. Bác nào mà đang trong tình trạng rối loạn cương dương, cậu nhỏ cương cứng kém, yếu sinh lý xuất tinh sớm, thời gian quan hệ chỉ từ 1 đến 2 phút, hay là bị đau chân đau tay, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thì mình sử dụng cái thảo dược cây mũ tần này bên em. Mua về ngâm liệu uống cho em hoặc là sắc nước uống cho em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, dẻo hơn, dai hơn và sung mãn hơn trong cuộc yêu mọi người nhá. Dạ vâng, người ta bảo là thịt chó mà thiếu nám mơ đấy ạ, như chai vào nhà nghỉ ôm hôn rồi về ạ. Anh nào mà mềm nhũn vợ chê ạ, nằm thang mối tần mà vợ mê đến già nữa thôi nhá. Sản phẩm bên đang bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để số điện thoại để đường lên đơn thành công ạ. Bên em thì có nhân viên gọi điện tư vấn trước đơn cho mọi người nhá. Dạ vâng. Anh nào đang trong cái tình trạng nào chim đùng, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý xuất tinh sớm ạ, quan hệ thời gian chỉ từ 1 đến 3 phút đã ngủ đi ạ, thì sử dụng ngay xem một thang mũ tần ạ, đảm bảo là vợ phê bồ nhớ đến già luôn đấy ạ. Sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một thang. Bác nào đặt hàng thì nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Dạ. Người ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng đấy ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho một thang mũ tần. Chỉ một thang đấy ạ, sẽ giúp các bác sọc tơi bời đến sáng, sọc tê bím, sọc mệt nghỉ, sọc rác chim của các bác nhá.
chưa vào mà đã ra ấy ạ. Muốn làm vợ mình thỏa mãn, muốn làm người yêu mình thỏa mãn, nhưng chỗ đấy nó không nghe ạ. Nó cứ ngủ quên mãi, nó không dậy ạ. Thì sử dụng ngay chèo một thang một tuần ạ. Đảm bảo là cô yêu nếu bác kéo dài đến 30 đến 40 phút là chuyện nhỏ luôn các bác nhá. Nửa đêm gà gáy canh ba, ông bà thức giấc cho gà chọi nhau ạ. Gà ông cứng cổ cao đầu ạ, gà ba há miệng nuốt đầu gà ông ạ. Bác nào mà đang trong tình trạng chim đồ, chim ngủ, chim không hót ạ, yếu sinh lý, xuất tinh sớm ạ, di tinh, mộc tinh, một con vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng bị ăn không ngon, ngủ không sâu giấc, bị tê bị chân tay, bị đau nhức xương khớp, bị đau mỏi vai gáy, thì mình sử dụng ngay cho em cái thảo dược cây mố tuần này bên em, sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, sung mãn hơn, dẻo hơn, dài hơn các bác nhé. Biệt dược của Hồng The của người dân tộc Mông đây mọi người ạ. Anh vừa ngâm rượu mú tần, người qua đã thấy phừng phừng em ơi. Phừng phừng thì anh lại muốn chơi tới sáng tơi bời em luôn ạ. Và dạ vâng, cho nên là trong buổi nay nhà mình ngày hôm nay có anh nào đang trong cái tình trạng là xung yếu, xung kém, xung không thể nên nổi ạ. Muốn làm vợ mình thỏa mãn, muốn làm người yêu mình thỏa mãn nhưng trên bảng dưới không nghe ạ. Muốn làm việc mạnh mẽ như một chỗ sân đâm nhưng chú ấy lại ngủ quên mãi nó không dậy. Thì mọi người linh ngay cho em một thang mũ tần để dùng nhá. Đảm bảo là vợ phê bổ nhớ đến già luôn đấy ạ. Ngày xưa thì như sắt như đồng ạ, ngày nay thì như thể cải ngồng muối dưa. Ngày xưa súng bắn như mưa, ngày nay thì cứ lừa thưa gọi là. Bác nào mà đang trong tình trạng chim đồ, chim ngủ, chim không hót, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, di tinh, mộc tinh, muộn con, vô sinh, hoặc là đang trong tình trạng đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, mình sử dụng cái thảo dược cây mố tuần này bên em mua về ngâm liệu uống cho em, bác nào sắc nợ uống cho em sẽ giúp chim nhà các bác khỏe mạnh hơn, cương cứng hơn, làm việc mạnh mẽ hơn, sung mãn hơn cho cuộc yêu, đảm bảo là sẽ giúp vợ, sẽ giúp người yêu của anh là nên để chín tầng mây xanh cho mọi người nhé. Dạ vâng, thế ta bảo là xe đẹp thì tốn xăng ạ, ngựa đẹp thì tốn cỏ, mà muốn vợ không bỏ thì sử dụng ngay cho em một thang mỗi tuần. Chỉ một thang thôi ạ, sẽ giúp các bác sọc tơi bời đến sáng, sọc tê bím, sọc mệt nghỉ, sọc rát chim các bác nhá. Sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một thang ạ. Bác nào đặt hàng thì nhanh đây để được số điện thoại để được lên đơn thành công ạ. Bên em chỉ chốt đơn cho những ai để được số điện thoại trên ai thôi ạ. Còn ngoài ai thì bên em sẽ không biết phí ship nữa nha. Mọi người đặt hàng thì nhanh tay ạ. Nhanh tay để được số điện thoại để được lên đơn thành công đây ạ. Dạ vâng, sản phẩm bên em bán có giá là 250.000 một